Đâu tụi bay nói gì đâu không à. Tức là ông kia nói dốc. Chứ nếu mà ông kia nói giờ... mà tụi bay làm là ông kia không nói dốc. Ông nói là sao? Là phải là ra soát lại, là giải quyết lại cho dân các vụ án. Còn lại giải quyết chưa đúng là phải giải quyết lại cho dân. Còn cái này nó có giải quyết được hay không? Không có giúp ích được cái gì hết trơn. Mà là nghị quyết trung ương 4 nói sao? Đâu phải phê bình cho tới phê bình. Mà là đảng viên nhà nước mà làm sai. Làm sai là sao? Phải đào thải ruột rửa nó ra để cho sạch sẽ. Nước phèo phải là phèo làm sai. Còn mà cán bộ đảng viên á là bây giờ làm sai là gì? Phải không có rửa nó ra. Nếu mà bây giờ ta nói không sai của nhà nước đang cho nhà nước này trong sạch vững mạnh để cho một đất nước. Cái này dám ăn dám nói không có sợ gì hết trơn á. Ông Nguyễn Phú Trọng lên đài là nói dốc cho dân nghe. Mấy anh có làm theo lời của ông nói không? Mấy chưa hề. Đằng này em dám viết cái bản mà nghị quyết trung ương 4 treo ngay trước cửa nó công an nó còn em tới đó chừng nào tao được cái nhà đi là tao gỡ nó tóc nó xuống. Còn mà tao còn mất cái nhà là tao để hoài đó cho mày biết. Thôi tự động từ nó bay luôn. Còn reo đó. Em còn reo đó, em nói chừng nào tao mất cái nhà đi. Mình thấy rồi, nó bay hết rồi. Bay rồi vậy. Cái nghị quyết trung ương 4 bay rồi. Bay hết rồi. Trời ơi, em nói thiệt chứ này, em không có sợ đâu. Em thương mấy này là em thương bằng cái mạng chứ em định á, em không có sợ đâu. Nó xong nó ra năn nỉ, nó kêu gỡ xuống, nó không gỡ. Cái này tao đâu có làm gì sai đâu, không có gỡ. Chụp cái liệt sĩ kìa. Rồi.